lây lan rộng, nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây là dự báo ca bệnh COVID-19 sẽ tăng cao trong dịp Tết dương lịch. Tết nguyên đáng sắp tới, do đó Hà Nội đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có 100.000 ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này. Phó Bí Thư Hà Nội nhận định, thành phố đã thống nhất quan điểm trừ 4 quận lõi không cách ly tập trung F1 tại nhà, các quận huyện còn lại căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng phương án đối với F1. Trước tiên là cách ly tập trung, phương án 2 là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà. Nếu xuất hiện 30.000 ca bệnh trở lên, thành phố sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0. Cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ 1, bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ 2, trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ 3, cấp độ 4 là khi đã quá tải điều trị tại nhà. Thành phố cũng đã giao Sở Y tế nghiên cứu thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động, phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế, cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà và tiến tới điều trị F0 tại nhà. Tiếp đó, Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận, Hoàng Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm quản lý, điều trị các trường hợp F0 tại nhà từ đầu tháng 11 tới nay, Hà Nội đã ghi nhận khoảng 3.000 ca dương tính, gần bằng tổng số ca tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết tháng 10. Dịch tại Hà Nội đang nóng lên từng ngày khi số ca cộng đồng tăng cao, liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây. Ngày 4 tháng 11, có thể xem như khởi điểm cho thấy tình hình dịch tại Hà Nội căng thẳng trở lại, với 104 ca trong ngày nhưng có tới 64 ca cộng đồng. Hiện tại, Hà Nội ghi nhận 2.700 ca mắc mới, tính trung bình là 180 ca một ngày, là số mắc trung bình cao nhất của Hà Nội tính cả 4 đợt dịch. Đáng chú ý, số ca cộng đồng ghi nhận lên tới 905 ca, chiếm trung bình 30% tổng số ca mắc. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện mỗi ngày đều liên tục phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa phương có F0. Tính từ ngày 31 tháng 10 tới nay, Hà Nội đang ghi nhận 14 ổ dịch hoạt động phức tạp. Trong đó chỉ riêng 3 ổ dịch lớn là chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, tới nay đã ghi nhận gần 800 ca dương tính. Thông tin với cử tri, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, qua theo dõi số liệu cho thấy từ khi thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt, tỷ lệ F1 trở thành F0 đã tăng lên, chiếm khoảng 13% trong khi giai đoạn trước chỉ có 7-8%. Tín hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, bệnh nhân nặng chỉ chiếm 0,5%. Tuy nhiên, số ca cộng đồng tại Hà Nội tăng cao, đặc biệt các ca qua sàng lọc ho sốt không rõ nguồn lây cho thấy nếu không sớm có biện pháp ứng phó, nguy cơ bùng dịch tại Hà Nội là rất lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, cho biết bệnh viện đang có khoảng 130 F0 điều trị. Theo kịch bản, bệnh viện có 3 giai đoạn công suất, 100 F0, 200 F0, 500 F0, Hiện tại bệnh viện đang trong giai đoạn 2 với công suất tối đa là 200 bệnh nhân điều trị cùng lúc. Số lượng F0 điều trị đang tăng lên rất nhanh từng ngày, mỗi ngày chúng tôi đón vài chục F0. Ngoài ra cũng cho ra viện khoảng vài chục bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh viện không chỉ bố trí đủ giường bệnh mà còn phải đáp ứng đủ đội ngũ y bác sĩ, ông Hải nói. Đáng chú ý theo phó giáo sư tiến sĩ Hải, 80% bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là F0 thể nhẹ, không triệu chứng. Theo ông, Hà Nội nên sớm có phương án cho phép điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Lý do là Hà Nội đã có tỷ lệ tiêm vaccine 2 mũi cho người dân rất cao, vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc tải lượng virus rất nhẹ. Những F0 nhẹ này có thể điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế, tránh bị quá tải khi bệnh nhân tăng nhanh. Do tải lượng virus thấp nên các F0 này cũng như người bình thường, khỏe mạnh. Nếu bị nhốt quá lâu trong viện không chỉ căng thẳng tâm lý mà còn gây áp lực cho công tác hậu cần, bác sĩ Hải đề xuất. Ông phân tích thêm, cần phân luồng điều trị F0 để giảm tải dần áp lực cho hệ thống các bệnh viện. Vì ngoài bệnh nhân tại Hà Nội, chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân nặng các tỉnh phía Bắc chuyển về. F0 thể nhẹ điều trị tại nhà, còn F0 có triệu chứng hoặc nguy cơ, bệnh nên thì đưa vào viện điều trị. Cụ thể về việc cách ly F1 tại nhà, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chính thức về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp này. Theo đó, các đối tượng áp dụng là F1 và người cùng nhà, trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 hoặc những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ Bảy âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà. Hà Nội sẽ thực hiện việc cách ly F1 tại nhà trên địa bàn toàn thành phố. Bốn quận trung tâm là Ba Đình, Hoàng Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng sẽ không cách ly tại nhà. Về điều kiện cách ly tại nhà, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà, cán bộ y tế và các đơn vị liên quan thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Về quy trình thực hiện, F1 có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xã Phường Thị Trấn, qua trạm y tế tại nơi cư trú. Trạm y tế xã Phường Thị Trấn sau khi tiếp nhận đơn đăng ký gửi danh sách về ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xã Phường Thị Trấn ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn nơi tiếp nhận cử tổ thẩm định xuống xác minh đánh giá đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly mà f1 đăng ký. Tổ thẩm định bao gồm các đơn vị sau: đại diện cán bộ ủy ban nhân dân, công an, cán bộ y tế, trạm y tế của xã phường thị trấn, đại diện tổ dân phố, thôn, xóm, tổ covid 19 cộng đồng. Tổ thẩm định tiến hành xác minh đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà mà người tiếp xúc gần F1 đăng ký theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có biên bản thẩm định. Biên bản thẩm định được tổ thẩm định gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn để cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà và báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện thị xã. Sau khi đầy đủ các bước trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1 trong quyết định cách ly phải nêu rõ được trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giám sát người cách ly tại nhà. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao ngành y tế Hà Nội hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cách ly F1 tại nhà, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát các điều kiện cách ly trên địa bàn, báo cáo về Sở Y tế, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 26 tháng 11. Chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức lực lượng chức năng trên địa bàn Tổ Covid cộng đồng thực hiện điều tra, truy vết triệt để các F1 để phân loại và quyết định đủ điều kiện để cách ly tại nhà, cách ly tại khách sạn, khi người cách ly có nguyện vọng, có đơn cam kết, cách ly tập trung. Cùng với đó, chính quyền cơ sở xây dựng phương án cách ly F1 tại nhà trên địa bàn quản lý, phân công cụ thể và triển khai các nhiệm vụ theo quy định, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà. Người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương chỉ trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác tổ chức, triển khai giám sát, kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần F1. Người đứng đầu tuyệt đối không được để dịch bệnh lây ra cộng đồng, đảm bảo các công tác phòng chống dịch trên địa bàn, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố, phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng trong việc giám sát người cách ly tại nhà.